Giờ đây, đến với Viên, du khách sẽ có thể cảm nhận mùi rượu thơm và những bài thánh ca réo rắt ngập tràn đường phố, những ánh đèn và ngôi sao lấp lánh thắp sáng những địa điểm công cộng khi mùa lễ hội đang đến rất gần. Không chỉ là nơi mua bán, những khu chợ này còn là trung tâm giải trí cho trẻ em. Thật tuyệt khi các khu chợ này có thể được mở cửa trở lại mà không bị hạn chế sau 2 năm rưỡi đại dịch. Hàng ngàn du khách đang đổ xô tới các chợ trong những ngày qua, điều đó cho thấy họ đã chờ đợi điều này rất lâu. Trong cái giờ lạnh của mùa đông ở Viên, bạn sẽ có được những trải nghiệm tuyệt vời khi đi uống rượu ngâm và tụ họp mua đồ với bạn bè. Đại dịch dần qua đi, nhưng các nhà tổ chức lại đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng. Phần lớn các chợ đã chuyển sang dùng đèn LED, tiêu thụ ít điện năng hơn và việc sử dụng lò sưởi tại các gian hàng cũng bị hạn chế.